Hello mọi người Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình thì Dạo gần đây thì mình cũng sành sản khá, mấy cái đàn cá của mình khá là nhiều Nó chuyển vô nhà một mớ mọi người Chuẩn bị cho cái dịp Tết tới nè Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một chút xíu về cái việc mà Khi mà các bạn đi mua cám Invi về cho cá ăn Cái loại cám này thì thường thường rất là nhiều bạn mà mua về cho cá ăn Nhưng mà các bạn thường thường sẽ mua theo kiểu lẻ thôi chứ không có mua theo kiểu mà bịch ba tới 5 kg thành ra các bạn không có nó thường thường các bạn sẽ không nắm được cái đát của cái cám ha thành ra hôm nay thì mình sẽ chỉ cho bạn một số mẹo để kiểm tra cái chất lượng của cái loại cám của mọi người đang dùng à, không phải cám mv không các bạn cũng có thể là kiểm tra cho những cái loại cám khác luôn cũng được nếu mà bạn đi mua lẻ ở ngoài thì à, các bạn biết là cái cám mv này nè cám này nè nó bán ở cái bịch nó bán ở cái bịch với khối lượng rất là lớn nhiều bạn mà nuôi cá mà ít ít như mình đó, thường thường mua một bịch rất là ngán do tiền nó khá là cao khá là cao và mình cũng xài mình cũng xài rất là lâu mới hết được một bịch cho nên là mọi người cũng ngại thành ra mọi người đi mua lẻ ở ngoài và cái uh, mua lẻ ở ngoài thì các bạn lại quan tâm tới là cái đá cái hàng sử dụng á nó, nói là cái hàng sử dụng của cái loại cám coi nó có hàng còn hạn sử dụng hay không các kiểu các bạn mình biết các bạn quan tâm đến cái vấn đề đó dữ lắm nhưng mà khi mà mình cái hạn sử dụng nó sẽ ghi chính xác trên cái bao bì cám khi mà được chiết ra như vậy rồi thì khó lắm khó xác định lắm ha cái hạn cái người bán đưa lên cho mình bao nhiêu thì mình biết bao nhiêu thôi ha thì hôm nay thì mình sẽ chỉ cho bạn một vài mẹo để đánh giá cái loại cám các bạn cho cái đàn cá của mình ăn á à, đánh giá cái loại cám này một vài cái mẹo cơ bản thôi để mà đánh giá sơ bộ các bạn chỉ có thể sử dụng à, cái, những cái biện pháp như nhìn ngửi hoa thậm chí là nếm nhưng mà mình nghĩ là nhìn và ngửi là được rồi ha còn cái chuyện nếm chuyện nếm thì cũng hơi khó tại vì mình chưa ăn cái cám bao giờ nên mình đâu có biết cái mùi vị nó bao nhiêu cái này chắc phải liên hệ tới à, à, nguyễn phát nguyễn phát thì trước có ăn cám à, có, có thử cám cá mình có xem vài video đó thấy cũng khá là thú vị à, thì cái thứ nhất là các bạn đánh giá qua cái màu sắc nhìn nè, nhìn à, qua cái màu sắc thì cái cám nó sẽ có cái màu phân bố đồng đều các bạn nhìn vô đây thì do là mình có trộn men tiêu hóa thành ra các bạn sẽ nhìn ra những cái hạt trắng ha cái màu nó sẽ phân bố đồng đều đỏ đều à, đó không có xen lẫn những cái hạt nâu đen hoặc là những cái biểu hiện của nấm mốc là cái thứ nhất cái thứ hai là cái hạt cám của mọi người tơi khô không bị dính không bị vón cục à, cái đó là biểu hiện bên ngoài cái đó là cám của các bạn đã khá là ok đó tới trách uh, qua một phát nữa là tới cái phần mà ngửi à, cái phần này cũng khá là quan trọng tại vì nhiều khi đó, nhiều khi cái hình dạng bên ngoài nó ok vậy nhưng mà thực chất nó đã xong rồi nó đã, nó đã, nó đã cám nó đã hỏng rồi thì mình sẽ xác định nó bằng cái phần ngửi các bạn đưa lên mũi các bạn hỏi ha thì cái mùi của cái cám này nè mình nói thật là nó hơi là ná, ná cái mùi tôm khô một chút xíu hơi là ná một chút xíu hơi là ná một chút xíu và thơm nha hấp dẫn nghe cũng có vẻ là hấp dẫn đó chứ nó không có cái biểu hiện của cái việc gắt dầu rồi các kiểu bla 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 ha cám mà đã lên mùi gắt dầu hoặc là lên mùi khác lên mùi lạ hơi gắt gắt thì nó cũng à, ấy nha, không được đảm bảo lắm. ha. Và bạn cũng thường hay biết là các bạn mình biết là các bạn ngoài cái việc mà đi ra tiệm các bạn mua cám ra các bạn cũng có thể là mua trên Shopee. À đây cũng là sau đây thì mình cũng sẽ nhắc nhẹ mọi người một chút xíu cái mẹo đi mua trên Shopee. nha, mình cũng nhắc nhẹ mọi người chút xíu. À thứ nhất là những cái mã giảm giá hầu hết những cái mã giảm giá xả hàng giảm giá cực rẻ đó, đồ sale 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 đồ đó, thì là những cái hàng đó là cận đát còn tầm khoảng một tháng còn tầm khoảng một tháng nhiều khi còn á, ít hơn à, các bạn mua về để đủ để sử dụng trong một tháng đến hai tháng rồi là nó sẽ hết hàng sử dụng à, cái loại cám của trên bên shopee là như vậy hầu hết là như vậy những hầu hết những cái cửa hàng mà bán đồ trên shopee mà có hàng sử dụng đó, thì khi mà lọt vô cái hạn giảm giá thì nó hầu hết đều là tương đối là cận đá hết rồi nha thành ra mọi người chú ý nên mua đừng có ham mà cái cổ rẻ biết chắc chắn là các bạn sẽ ham cổ rẻ luôn à, cái này đưa ra chắc mấy cửa hàng shopee chắc chửi mình chết chắc chửi mình chết nhưng mà mình để ý nha và cái thứ hai khi mua trên shopee các bạn có thể là cám mà người ta đăng lên á những cái mà hàng người ta đăng lên thì người ta sẽ có đăng cái đáp luôn người ta có đăng cái hạn sử dụng luôn thành ra các bạn cần phải kiểm tra cái phần nội dung cái phần mô tả ha cần phải kiểm tra cái đó à, mô tả cái nội dung coi, coi chừng hạn sử dụng tới chừng nào nhiều người sẽ chụp hình cái bao cám đăng lên cho mọi người luôn thành ra là cũng một phần nào đó tạo cái sự tin tưởng cho mọi người ha cũng một phần nào đó tạo sự tin tưởng cho mọi người cho nên là mọi người cần phải chú ý khi mà đi mua ha hoặc là các bạn cũng có thể là đi ra ngoài cửa hàng các bạn mua thì uh, cửa hàng á uh, thì cũng tương đối thôi nha cái vụ đó thì nó cũng dạng tương đối thôi một là nó sẽ nhập từ những nguồn khác về nó bán lại hai là nó sẽ mua một cái bao bự rồi về nó sớt ra rồi nhiều khi nó bán không được rồi nhiều khi tồn hàng rồi các kiểu ha thành ra là mình để ý mình để ý cái cửa hàng mà bán chạy á, thường thường cửa hàng bán chạy á, nó sẽ nhập hàng mới về liên tục à, mình vào đó mình mua <laughs> mình cũng đường hay vậy thấy cái cửa hàng nào bán chạy cám rồi lên liên tục người ta vô mua liên tục cám rồi đổi liên tục lâu lâu vô hỏi thì cám hết thì những cái cửa hàng đó bạn vào cái bạn mua thì cám nó cũng sẽ tương đối đảm bảo về cái hàng sử dụng hơn ha cái đó về cái hàng sử dụng của cám một vài mẹo khi mà đi mua uhm. tiếp theo là cái việc bảo quản khi mà các bạn sử dụng cái loại cám À, các bạn mua về ok vẫn còn hạn sử dụng rồi các kiểu nhưng mà sao mà nó mau hư quá sao nó mau hư quá cái đó là do cái vấn đề về bảo quản của mọi người nha cái vấn đề về bảo quản hầu hết trong những cái hũ cám mà tiệm cửa hàng đồ bù mà xe ra cho mọi người đó, thì hầu hết những cái ca trong cái hũ cám đó người ta đều có bỏ cái bọc hút ẩm vô à, cái bọc hút ẩm vô thường thường là trong mỗi hũ cám đều có bọc hút ẩm hết tránh cái trường hợp là bị ẩm cám nó sẽ bị mốc rồi nó sẽ bị bón cột các kiểu à, à, nếu mà không có thì các bạn phải sử dụng bọc hút ẩm và cái thứ hai nữa ha là các bạn phải uh, sự bảo quản mà nơi mát mẻ một chút cho nó nắng, nắng trực trực tiếp của mặt trời nha tại vì trong cám nó rất là nhiều thành phần trực tiếp À, dễ bị phá hủy bởi cái nhiệt độ và cái ánh nắng của mặt trời nhiệt độ cao và ánh nắng của mặt trời. Cho nên là à, cho nên là các bạn cần phải là 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 bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ dưới 28 độ C. Thì các bạn mới bảo quản được cái cám nó lâu. Ha, như vậy các bạn mới bảo quản được lâu nha. Đó, đó là về cái phần mua, kinh nghiệm mua và ấy thì mình cũng mua nha mình cũng mua mình mua một lần một ký là 1 lần, lần ký mình để ăn lâu lâu dài dài đó thẳng ra một ký này cho ăn một tháng luôn gốc nuôi cá của mình một ký ăn cả tháng luôn á tháng hơn thì à, mình dẫn cửa hàng có lấy cá mới về thì xe cho mình lại một ký vậy đó chứ mình ấy toàn là lấy cá mới về rồi xe cho mình một ký rồi mình coi trên bao bì á ghi bao nhiêu thì ghi cái hạn sử dụng bao nhiêu thì mình biết là bao nhiêu thôi ha hầu hết cái hạn sử dụng nó đưa ra toàn là những cái 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 cái, cái uh, điều kiện được bảo quản ở điều kiện lý tưởng nha đó. những cái đó là dạng như được bảo, bảo quản ở điều kiện lý tưởng thì nó sẽ ok còn các bạn mà bảo quản không được tốt thì nó sẽ ngắn hơn nó sẽ rút ngắn là cái hạn sử dụng của cái loại cám của mọi người lại đó cái việc rút ngắn là chắc chắn mà không có chạy đâu khỏi đâu thì mình biết nhiều người nhiều bạn bảo quản nó không đúng À. các bạn nhiều khi cho cá ăn xong bỏ cái hũ cá bù lăn bù lóc nhất là mấy cái hũ mà rắc rắc thứ mà rắc rắc á cá nó dễ rất là dễ bị ẩm do là không khí ẩm nó vô mọi người cần phải sử dụng cái hũ mà có cái nắp đóng kín lúc xài thì mở ra còn lúc mà không xài thì đóng lại nó sẽ ok hơn đó đó là cái những cái liên quan về cái loại cám này mà mình muốn chia sẻ với mọi người thì đây cũng là một cái mẹo những cái thường thức thôi thực chất ra thì muốn xác định rõ ràng hơn mình phải có có thể nói là phải có cái hệ thống thiết bị đầy đủ về cái nghiên cứu phân tích hóa học rồi các kiểu đồ mới xác định được là chắc chắn nhưng mà mình có thể là phân tích qua những cái cảm quan những cái giác quan của mình như là nhìn nè ngửi nè biểu hiện bên ngoài đó quan sát cái biểu hiện bên ngoài nè ngửi nè hủi coi mùi nó như thế nào rồi có thể là nếm luôn nếu bạn nào mà biết cái vị cá minh vi nó như thế nào cái việc nếm thấy khác thì bỏ Phải thôi mà và, và cái việc mà cho ăn cám mà đã hết hạn sử dụng rồi thì nó cũng khá là nguy hiểm nha bình thường là nó sẽ không sao đâu mà nó thật hết hết ngày hai ngày nó không thành vấn đề gì hết cám nó không lên móc cám nó không có gì hết thì thấy màu sắc màu sắc vẫn còn cốt được ok không sao hết nhưng mà khi một đến ngày nào đó thì thời tiết thay đổi ha cái thời tiết nó thay đổi nó lạnh đột ngột hay gì đó thì cá nó rất là dễ bị đường ruột à, quan trọng lắm á chúng ta chơi đâu cá bị đường ruột mà mọi người không có không có mà 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 nắm bắt mà mọi người để mà mọi người trị kẹp đó là mà hư một đàn cá luôn á chúng hơi giỡn đâu nha Thật ra nó rất là quan trọng luôn à, cần phải là, là, là học hỏi nhiều kinh nghiệm để mà quan sát để mà đánh giá để mà quan sát để mà đánh giá một chút xíu thì sẽ tốt hơn thôi bye bye chào tạm biệt các bạn nha hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình muốn chia sẻ như đó thôi đó chứ có không có gì dài dòng lắm đâu ha